Ok, hello anh em, chào mừng anh em tới với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục mang tới cho anh em về một vị chính trị gia lẫy lừng của lịch sử Việt Nam với câu nói bất hủ, đầu thần còn chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo, y đoán xem đó là ai. Mình cá là 1000% y ở đây đều biết là ai rồi. Vâng, đó chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Ok, không lôi thôi luyên thuyên nữa, bắt đầu thôi. Trần Thủ Độ chữ Hán. Chen Sâu Du năm 1194 đến năm 1264, cũng gọi chung Vũ Đại Vương, chồng U Dạ Oang, là một nhà chính trị Đại Việt, sống vào thời cuối triều Lý đầu triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lật đổ nhà Lý, lập nên nhà Trần, thu phục các thế lực người Man làm phản loạn và trong cuộc chiến kháng quân Nguyên lần thứ nhất năm 1209. Trong nước có loạn quách bốc, Lý Cao Tông phải chạy ra khỏi kinh sư, Lý Huệ Tông, Lý Hạo Sảm khi ấy đang là thái tử phải chạy đến nương nhờ Trần Lý, họ Trần dẫn quân về triều dẹp loạn. Rước vua về kinh sư, nhân đó mà khuynh loát triều đình, với chức vụ điện tiền chỉ huy sứ, Trần Thủ Độ đã sắp xếp cho con người anh họ của mình lấy Lý Chiêu Hoàng. Sau đó nữ hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông, Trần Cảnh, lập ra triều Trần, Trần Thủ Độ một tay cáng đáng trọng sự. Giúp Trần Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Đại Việt bấy giờ được cường thịnh, có thể chống cự với Mông Cổ. Ông được nhiều nhà sử học qua các thời đại thừa nhận và đánh giá cao về tài năng, khả năng chính trị quyết đoán hiệu quả, nhưng cũng vì thế có rất nhiều sự phê bình tiêu cực về nhân phẩm của ông. Nhiều ý kiến cho rằng ông đã vi phạm các chuẩn mực đạo đức do ông đã bức tử Lý Huệ Tông cũng như cưới Huệ Hậu, chị họ của ông, làm phu nhân. Ép Trần Thái Tông lấy vợ của anh trai khi đang mang thai 3 tháng và nghi vấn tàn sát tôn tộc nhà Lý, nguồn gốc của Trần Thủ Độ không được các sách chính sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, An Nam Chí Lực, Lịch Triều Hiến Chương loại trí chép rõ, sử chỉ chép rằng Trần Lý ở Tức Mạc Nam Định sinh ra Trần Tự Khánh, Trần Thừa và con gái Trần Thị Dung, Trần Thủ Độ là em họ của 3 người con của Trần Lý, Trần Thừa sinh ra Trần Thái Tông, Trần Cảnh, Trần Thủ Độ là chú họ của Thái Tông. Theo bài viết chưa rõ về Hoàng Nghị Đại Vương, ông có tên là Trần An Bang, Trần An Bang còn Thủ Độ là biểu tự, quê tại Hương Lưu Xá, Phủ Long Hưng, Lộ Sơn Nam Hạ, nay là thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cùng với hai người anh Trần An Quốc và Trần An Hạ. Ông là con trai út của Trần Quả, em trai của Trần Lý, sau được truy tôn Hoàng Nghị Vương, Hồng Y Hoang. Tuy nhiên, các nhà sử học đã có hội thảo năm 2019 và khẳng định cái tên Trần Hoàng Nghị không phải nhân vật lịch sử có thật. Sự nghiệp triều Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông năm 1175, Lý Anh Tông băng hà. Thái tử Lý Long Cán mới 3 tuổi lên ngôi, tức Lý Cao Tông, theo lời nhận định của sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Cao Tông lớn lên chơi bời vô độ, chính sự hành pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong. Đói kém liền năm, sự nghiệp nhà Lý suy từ đây, năm 1209, viên tướng Phạm Bình Di đem quân đi đánh dẹp quân làm phản Phạm Du ở Nghệ An, Phạm Du thua chạy, Bình Di sai tịch thu tài sản đốt hết. Vua Cao Tông lại gọi Phạm Du vào kinh sư, Bình Di đem quân trở về, vua bắt giam lại sai giết chết tướng của Bình Di là Quách Bốc nghe tin, đem binh đánh vào kinh sư. Khiến Lý Cao Tông phải chạy ra ngoài, đó gọi là loạn Quách Bốc. Thái tử Sảm chạy đến thôn Lưu Gia ở Hải Ấp nghe tiếng con gái của Trần Lý là Trần Nhị Nương có nhan sắc bèn cưới làm vợ. Gia đình họ Trần vốn làm nghề đánh cá trở nên giàu có, người chung quanh theo về, Thái tử Sảm phong cho Trần Lý tước Minh Tự. Phong cho cậu của vợ tức Trần Thị là Tô Trung Từ làm điện tiền chỉ huy sứ, gia tộc họ Trần đem hương binh về kinh sư, dẹp quân của Quách Bốc, rước Cao Tông về kinh sư, năm 1210. Trần Lý bị một đám quân giặc không rõ giết chết, người con Trần Tự Khánh thay cha mang quân vào kinh, được phong làm Thuận Lưu Bá, cùng năm này Lý Cao Tông băng hà truyền ngôi cho Thái tử Lý Sảm. Tức Lý Huệ Tông, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Huệ Tông lên ngôi lúc giặc giã nổi lên tứ tung, mình bị bệnh nặng, lại không có con trai, họ Lý bèn mất thời bấy giờ.
hoàng đế dùng thái úy Đàm Dĩ Mông vốn không được học hành, không có mưu thuật, lại nhu nhược khiến nước suy yếu, triều đình không có chính sách hay, nhân dân đói kém, năm 1213. Trần Tự Khánh đem quân xâm phạm cửa khuyết, xin đón xa giá, nhà vua hoảng sợ, không tin, xuống chiếu lấy quân các đạo đánh Trần Tự Khánh đánh bại tất cả, lại xin xa giá. Vua lánh ra ngoài, do vậy, Thái hậu ngờ Trần Thị có ý phản, sai đem thuốc độc, tìm cách giết đi, Huệ Tông che chở cho, đến năm 1216, Huệ Tông cùng Trần Thị lẻn ra ngoài. Chạy đến nơi quân Tự Khánh đóng quân, sau đó Trần Thị được sách phong làm hoàng hậu, còn ra phong cho anh của hoàng hậu là Trần Tự Khánh làm thái úy phụ chính. Anh Tự Khánh là Trần Thừa làm chết, anh trai là Trần Thừa được phong làm phụ quốc thái úy, vào chầu không xưng tên, bây giờ, Lý Huệ Tông mắc bệnh điên loạn, không có con trai chỉ có hai công chúa. Họ đều được chia các lộ làm ấp thang mộc ủy nhiệm chỉ một mình chỉ huy sứ Trần Thủ Độ quản lĩnh các quân điện tiền hộ vệ cấm đình. Triều Lý Chiêu Hoàng Lý Huệ Tông và Thuận Trinh Hoàng hậu có hai con gái, người em tên là Lý Thiên Hinh, được phong là Chiêu Thánh Công Chúa tháng 10 năm 1224 được lập làm Hoàng Thái Tử. Lý Huệ Tông xuất gia ở chùa Chân Giáo trong đại nội, Chiêu Thánh lên ngôi, tức Lý Chiêu Hoàng, mới 7 tuổi, lúc ấy, điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ coi giữ mọi việc quân sự trong ngoài thành thị. Cháu gọi Thủ Độ bằng bác là Trần Bất Cập làm cận thị thự lục cục tri hậu, Trần Thiêm làm tri ứng cục, Trần Cảnh làm chính thủ, Trần Cảnh là con của Trần Thừa, lúc ấy mới lên 8 tuổi. Chức hầu ở bên ngoài, một hôm phải giữ việc bưng nước rửa, nhân thế vào hầu bên trong, Chiêu Hoàng trông thấy làm ưa, mỗi khi chơi đêm cho gọi Cảnh đến cùng chơi. Thấy Cảnh ở chỗ tối thì thân đến trêu chọc hoặc nắm lấy tóc hoặc đứng lên bóng, có một hôm, Cảnh bưng chậu nước hầu, Chiêu Hoàng rửa mặt lấy tay vốc nước tè ướt cả mặt Cảnh rồi cười trêu. Đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy khăn ném cho Cảnh, Cảnh không dám nói gì, về nói ngầm với Thủ Độ nói, nếu thực như thế thì họ ta thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây, lại một hôm. Chiêu Hoàng lại lấy khăn trầu ném cho Cảnh, Cảnh lại rồi nói, bệ hạ có tha tội cho thần không, thần xin vâng mệnh, Chiêu Hoàng cười và nói, tha tội cho ngươi, này ngươi đã biết nói khôn đó. Cảnh lại về nói với Thủ Độ sợ việc tiết lộ thì bị giết cả, bấy giờ mới tự đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, Thủ Độ đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ. Các quan vào chầu không được vào, Thủ Độ loan báo rằng, bệ hạ đã có chồng rồi, các quan đều vâng lời, xin chọn ngày vào chầu, đến tháng 12, năm 1225, Lý Chiêu Hoàng cởi áo nhường ngôi cho Trần Cảnh. Tức Trần Thái Tông, phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, nắm giữ mọi việc cai trị trong nước, Thủ Độ mới dâng sớ đề nghị cho cha của Trần Cảnh là Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng. Nhiếp Chính giúp vua nhỏ, bá quan đồng ý, triều Trần Thái Tông trừ bỏ Lý Huệ Tông và tôn thất họ Lý sau khi Trần Thái Tông lên ngôi, họ Trần phế Thượng Hoàng nhà Lý ra ở chùa Chân Giáo. Gọi là Huệ Quang Đại Sư, trước đây, Thượng Hoàng ra chơi ở chợ Đông, dân chúng tranh nhau tới xem, có người than khóc Thủ Độ sợ lòng người nhớ vua cũ, sinh biến loạn. Nên mới rời vua tới chùa Chân Giáo, nói để phụng nhưng thực ra để dễ bề giữ chặt, có lần Thượng Hoàng nhổ cỏ ở sân chùa, Thủ Độ đến chơi liền nói, nhổ cỏ thì phải nhổ cả rễ sâu. Thượng Hoàng nói, điều ngươi nói ta hiểu rồi, đến tháng 8, Thủ Độ sai người đưa hương hoa đến cho Thượng Hoàng Huệ Tông, nói, Thượng Phụ sai thần đến mời, Thượng Hoàng nhà Lý nói. Ta tụng kinh xong sẽ tự tử, nói rồi vào buồng ngủ khấn rằng, thiên hạ nhà ta đã vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta, ngày này ta chết, đến khi các con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế. Bèn thắt cổ tự tử ở vườn sau chùa, Thủ Độ ra lệnh cho các quan đến khóc, khoét tường thành phía nam cửa, đưa linh cữu ra phường Yên Hoa để thiêu, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang. Tôn miếu hiệu là Huệ Tông, giáng hoàng hậu của Huệ Tông tức Trần Thị Dung, làm thiên cực công chúa, gả cho Trần Thủ Độ, cho Châu Lạng làm ấp thang mộc năm 1232. Nhân lúc tông thất nhà Lý về quê ngoại ở làng Hoa Lâm, nay là xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, làm lễ cúng tổ tiên, Thủ Độ đào ngầm hố sâu, làm nhà lên trên, đợi khi mọi người uống rượu say.
giật máy chôn sống hết, việc này chép theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chép xong đoạn này sách có lời chua rằng, xét thời Trần Anh Tông còn có người họ Lý làm tướng. Hơn nữa Phan Phu Tiên không ghi lại, việc này chưa chắc đã có thực, hãy tạm chép vào đây, bắt những người sống sót đổi sang họ Nguyễn và một số họ khác để trừ tuyệt hậu họa. Mưu diệt trừ các thế lực cắt cứ lúc nhà Trần mới thay nhà Lý, nhân thế triều Lý suy yếu, giặc cướp tụ tập nhiều, người Man ở vùng núi Tản Viên, vùng Quảng Oai xâm phạm lẫn nhau. Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn Thượng chiếm cứ Hồng Châu, thủ độ điều động các quân đi đánh dẹp hết bấy giờ Nộn và thượng binh thế còn mạnh, chưa dễ hàng phục được. Mới phong cho Nộn làm Hoài Đạo Vương, chia cho các huyện Bắc Giang Thượng, Bắc Giang Hạ, Đông Ngạn cũng hẹn phong làm vương cho Thượng Định ngày đến thề, nhưng Thượng không đến. Lại đưa các cung nhân và con gái họ hàng nhà Lý Huệ Tông gả cho các tù trưởng người Man, đến tháng 12 năm 1228, Nguyễn Nộn đánh được Đoàn Thượng, gộp cả quân của Thượng lại, thanh thế lừng lẫy. Thủ độ lo lắm, chia quân chống giữ và sai sứ đem thư đến chúc mừng, ra phong Nộn làm Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương, đưa công chúa Ngoạn Thiềm gả cho hắn để ngầm dò la tin tức. Nộn cũng chia nhà tướng riêng cho công chúa ở, vì thế công chúa không thể báo được tin gì. Đến năm sau Nguyễn Nộn ốm chết, từ đây thiên hạ thu về một mối, phế lập Hoàng hậu Thái Tông Hoàng đế và Lý Chiêu Hoàng lấy nhau đã lâu, sau khi Hoàng Thái tử Trần Trịnh chết yểu vào năm 1200. Đến năm sau Nguyễn Nộn ốm chết, từ đây thiên hạ thu về một mối, phế lập Hoàng hậu Thái Tông Hoàng đế và Lý Chiêu Hoàng lấy nhau đã lâu, sau khi Hoàng Thái tử Trần Trịnh chết yểu vào năm 1233. Lý Hoàng hậu không sinh thêm được người con nào, lúc ấy, anh của vua là Trần Liễu, có vợ là công chúa Thuận Thiên họ Lý đang mang thai 3 tháng. Trần Thủ Độ cùng vợ Trần Thị Dung bàn kín với vua nên mạo nhận lấy để có chỗ dựa về sau, năm 1237, lập công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu làm hoàng hậu. Trần Liễu tức giận. Họp quân ra sông cái làm loạn, vua trong lòng áy náy, ban đêm, ra khỏi kinh thành đến chỗ quốc sư Phù Vân, quốc sư là bạn cũ của Thái Tông trên núi Yên Tử rồi ở lại đó, hôm sau. Thủ Độ dẫn các quan đến mời vua trở về kinh sư, vua nói, vì trẫm non trẻ, chưa cáng đáng nổi sứ mạng năng nề, phụ hoàng lại vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy. Nên không dám giữ ngôi vua mà làm nhục xã tắc. Thủ Độ cố nài xin nhiều lần vẫn chưa được vua nghe, mới bảo mọi người rằng, xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó, thế rồi Thủ Độ cắm nêu trong núi. Chỗ này là Điện Thiên An, chỗ kia là các Đoan Minh, sai người xây dựng. Quốc sư nghe thấy thế bèn, tâu rằng, bệ hạ nên gấp quay xa giá trở về, chớ để làm hại núi rừng của đệ tư. Vua bèn trở về kinh đô, được 2 tuần, Trần Liễu tự lượng thế cô, khó lòng đối lập được, ngầm đi thuyền độc mộc giả làm người đánh cá, đến chỗ vua xin hàng. Thủ Độ thấy thế, vội vàng rút gươm. Huy động quân đến vây thuyền rồng và quát, giết chết tên giặc Liễu. Thấy thế vua lấy thân hình ra che và phân trần. Phụng Càn Vương, Phụng Càn là tên hiệu cũ của Liễu hồi còn nhà Lý, đến hàng đầy. Thủ Độ tức lắm, ném gươm xuống sông nói, ta chỉ là con chó săn thôi. Biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào, vua nói giải hòa, rồi bảo Thủ Độ rút quân về, lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang cho Liễu làm ấp thang mộc, nhân đất được phong. Mà Liễu có tên hiệu là Yên Sinh Vương, sau có con là Trần Quốc Tuấn, binh lính theo Liễu làm loạn ở sông cái đều bị giết, về sau. Người con của An Sinh Vương mà Trần Thủ Độ sắp đặt để làm con Thái Tông, tức là Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, cũng không được làm Hoàng Thái Tử dù là con trưởng, năm 1240. Lý Kế Hậu sinh được Trần Hoàng, lập làm Hoàng Thái Tử. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt lần một. Bài chi tiết chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt lần một ngày 12 tháng 12 năm 1257. Tướng Mông Cổ Uriang Katai, một lương hợp thai, dẫn quân xâm phạm Bình Lệ Nguyên, Trần Thái Tông đích thân đốc chiến, thế giặc mạnh, nhà vua lui quân về sông Lô, rồi lui về sông Thiên Mạc.
nhà vua ngự thuyền đến hỏi thái úy Trần Nhật Hiệu kế sách chống quân Mông Cổ, Nhật Hiệu chấm nước viết chữ lên hai chữ Nhập Tống, Thái Tông lại hỏi quân Tinh Cương, quân do Nhật Hiệu chỉ huy. Nhật Hiệu nói rằng, không gọi được chúng đến, sau đó, Thái Tông lại rời thuyền đến hỏi Trần thủ độ tâu, đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác, ngày 24 tháng 12 năm đó. Trần Thái Tông tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đánh bại quân Mông Cổ, khiến họ phải triệt thoái về Bắc, đức độ của Trần Thủ Độ sau việc ghi cái chết của Trần Thủ Độ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã dành riêng một đoạn dài để kể lại chuyện đức độ của Trần Thủ Độ khi làm quan, chép lại dưới đây, Thủ Độ tuy không có học vấn, nhưng tài lược hơn người. Làm quan triều lý được mọi người suy tôn, Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả, vì thế ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua, bấy giờ có kẻ đàn hạc ông. Vào gặp Thái Tông khóc mà nói rằng, bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao, Thái Tông lập tức lệnh xe ngựa đến dinh Thủ Độ. Bắt cả người đàn hạc ấy đem theo và nói hết những lời người ấy nói cho Thủ Độ biết, Thủ Độ trả lời, đúng như những lời hắn nói, rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy, linh từ quốc mẫu. Vợ Trần Thủ Độ có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về dinh khóc bảo Thủ Độ, mụ này làm vợ ông, mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế, Thủ Độ tức giận, sai đi bắt. Người quân hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc phải chết, khi đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt người quân hiệu ấy cứ theo sự thực trả lời, Thủ Độ nói, ngươi ở chức thấp mà giữ được luật pháp. Ta còn trách gì nữa, lấy vàng lụa thưởng cho rồi cho, ok phần hôm nay tới đây thôi, phần sau chỉ là những dẫn chứng ông là người công minh như thế nào. Ok, mình chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy nó hay nó ý nghĩa hãy để lại cho mình một like và một sub nhé. Các bạn muốn mình làm về ai thì hãy comment ở phần dưới nhé. Ok, tạm biệt.